Đi đó ừ. Trời con gái đi đó ừ. Tao có cây gì mới không? Có cây gì mới không? Có gì mới hả mẹ? Giờ chuyển qua bên này à. Thì đâu có. Cho cái này nè, có giống nè, đem về nhà nó có để nó kịp thời nó giống nè. Mà có lấy hộp không? Cái đèn lắc nó có hộp, nó hộp già để tôi mới cho cái này cho nó đi. Không mà mỗi năm có lấy hộp vô không hay là không nó cho nó gớt trong đó. Nó đụng nó mọc lại đó. Nó gớt trong đó cho nó gớt trong đó bởi vì mới cho vậy đi để à. Để tới chừng này cái này để tới nó mọc thì chậm nó không có giống, để cho nó người có giống đem về nhà để có giống. Đào lấy cái này không biến này đi. Cho đào đem đi. Cây này có không? Cây này cái gì á? Cái gì? Đậu khế. Đậu khế á. Đâu có chỗ đâu lèo. Cái này để làm giống. Đâu có chỗ đâu lèo đâu. Trồng bên con vậy trồng chủ yếu là rau sống không mà. Ở bây giờ này múc cắt hết rồi, múc. Bên con nó bị lẫn cái đó hôm qua mới cắt. À. Cái này là quế. Cây này quế, bên con á nó bị lẫn cái quế quý mễ vô á, thành ra là phải nó không có trắng mà cái mùi của nó không có ngọt như cái mình. Ừ, cái này thành ra phải mỗi lần lên bông phải ngửi coi nó ngọt không, không ngọt thì cắt đi. Không có mùi quế ngọt á thì mình cắt đi, còn có mùi quế ngọt thì để. Cái này mộc tơ nè. Mộc tơ có. Cái này rau chua. Cái này là rau gì ạ? Cái này đậu. Đậu không có bò. Đậu dài á. À. Bây giờ đợt thứ hai nó không dài. Năm nay chơi quấn kiểu này luôn hả? Không, nó cái này không bò. À không có leo. Cái đồ này không có leo. À. Cái này nó định mọc gì hả? Này gì đậu đũa hay là gì? Đậu đũa mà không có bò, không có leo, không có leo vàng. À nó bò. Cái này là cái gì đó? Tí tô. Tí tô. Cái kia là cái gì? Kêu bằng cái gì? Ủa mà sao cây này của chú lại ra màu xanh rồi? Nó vậy mà. Hả? Nó vậy mà. Sao cái giống của con cho là màu tím mà? Màu tím này nè. Giống nó cho bên con là ra tím ngắt luôn á. Dạ. Ý cái này hình như bị cái đời xưa là tím nè, của nó dưới đất nè, tím nè. Tím đó. Tím đó. Của nó vậy nè, đó. Nó dưới đất tím vậy đó. Mà nó lên trên nó góc này góc kia góc nào nắng nhiều hơn? Một à. Không, góc này góc kia nó nào nắng nhiều hơn? Cái kia nắng nhiều hơn, cái này không có nắng. Trong này nắng ở dưới này. Nè, nó mọc dưới đất nè, thấy không? Nó mọc ơi nó nè. Nó gớt đó, thì gớt giống đó. Nè. Cây ngò đó. Kệ để mọc luôn. Ừ cho nó mọc luôn. Kệ nè. Thì cho mấy cái này nè cho đem về nhà. Cái này có giống nè. Đây ta. Cho giống để đem về nhà. Mùa đông phải đem vô. Nó gớt khô. Ừ bây giờ đem vô để cho nó nó tím vậy đó. Tại vì cái cây tí tô đằng trước của con á nó cũng xanh xanh giống vậy. Có cây tí tô xanh kia. Rồi mẹ. Ở đằng sau nó, đằng sau có được mấy cây tím mình ra là không có biết có phải cái lộn cái giống xanh vô không. Nè cái xanh kìa. Tí tô xanh á hả? Ừ. À tí tô xanh là thứ này hả? Ừ. Bự dữ vậy? Bự vậy đó. Cái này dâu nó thích cái này nó cuốn cơm nó ăn á. Cái này xanh. Ừ lấy cho rút cái dao ở đống này cắt miếng. Ừ ok. Cái này là nó tự rụng hay chú giữ hộp qua 3 năm? Mua hộp lại gieo đó, nó mua lại cuối rồi. Gieo được mấy, cả hai cây nó mọc cái bao nhiêu mà gieo hộp hộp mấy nhiêu cây thôi. Nó hơi khó chịu lúc mà nó còn nhỏ nhỏ đó, nó hay bị ăn. Nó không bị, nó không có giống. Nó biết được giống, thành ra mới mua hộp lại gieo. Vậy để dành mấy cây bự bự cho nó lên hộp hết nó chứ. Nó gớt bông, nó mọc mình ơi mới được. Cái này được quý. Được rồi. Về con cũng trồng lại mà. Hả? Về con cũng trồng lại mà, bỏ vô bao ni lông được rồi. Về con cũng trồng lại vô trong chậu à. Mình nhà bứng vô trong cái mâm nhôm á. À. Nhôm trồng rồi bưng đâu vô để tới nó hết kia rồi cho nó mình bưng để vậy. Mấy cây này là mùa đông đem vô chú. Cái này sợ lạnh à. À. Ăn cho mùng tơ ha. Không, mầm tơi ở nhà còn mà chưa có cắt. Có mà chưa có cắt. Mầm tơi có mà chưa cắt. Này chú làm gì? Cái này kêu bằng cái gì tiếng Việt? Mắm à? Cái này mắm. Làm gì? Làm mắm à?
mắm á, mắm làm mắm luôn á. Ừ. Cái này cá này mình đi bắt á, bắt ơi luôn đó, mua hả? Mua hả? Ờ vậy mua hả? Đâu có ai đi bắt đâu. Trời gì nữa, nay ăn hết một đợt rồi. Mấy đợt kìa, không được đợt đâu. Tôi lên cao tôi lên cắt bỏ cho nó đừng có ăn cái kia. Giống cái lá đằng trước con trồng mà. Ừ, nó là vậy đó, tím vậy đó mà bây giờ qua nắng nhiều quá nó vậy, nó biến thành vậy, nó giống một mà. Cái này mùa đông cứ nó có hột rồi để nó gớt xuống nó mọc lên. Chưa đủ nắng để lên mùi thơm. Ừ. Hồi trước con trồng ơn sao cái ông cái bên ông cho đó, cái giống tím của ổng lúc mà nó lên gần một chỗ con lên lúc đầy bự lắm mà gần bốn cái chậu. Là gần bốn cái bốn cái chậu này không. Cái này nó ngoài thông thả nó bự tại lắm, cao lắm. Để cái khu đó cho nó đó. Cao cửa này thành này ra là vuốt một cái là nó lên mùi dữ lắm. Không biết cây này cây rau gì không? Càng cua hả? Ờ, càng cua. Mất giống rồi. Option ăn hết rồi. Vậy hả? À. Nó mà gớt hột rồi, nó mọc lên. Mất giống rồi. Ngày người ta ở bên Stan Island thì ta cho cho. Mấy cây mà rau nó yếu quá đó, rồi rau nó yếu quá là lên option nó lụm hết rồi. Không có đủ nắng. Không có đủ nắng nên lên không nổi. Kệ bạc hà mình đâu có ăn thường đâu, thì mọc vậy cũng nhiều. Đâu, bên một con hai, mọc một hai, bên con hai mọc mọc rồi. nhiều quá là phải xỉa bớt mùa, mùa đông phải đem vô. Cái này sợ lạnh. Còn bộ năm nay trồng bí gì? Cái mướp à? Cái mướp. À có trái nè. Hả? Tăng lên. Treo vậy làm dấu đó. Mới. Rồi bên nhà bên kia trồng mía hả? Không phải mía đâu, cái gì đó, cái giống cây băng gì đó. Hả? Giống sao nó cao dữ vậy? Ăn cái ruột đó à. Giống hình cây măng nè. Cây đó mình tiếng Việt kêu là cái gì quên rồi. Trời, cây gạo, lúa lột ra. À, cái lúa gạo gì đó. Cái đó ăn chỗ tôi không trồng. Kêu tôi trồng. Đang làm chậu giống vậy là đủ thứ nè. Cái này cũng không sợ lạnh, thì mùa đông phải nằm vô không có chết. Hả? Cái này không có chết, mùa đông ở ngoài không chết. Ghê vậy? Cái này là cái gì đó, cái sống đời. Ừ, mà mùa đông là tuyết đậy cho đầy nó không sao hết trơn. Không có chết cái ngọn luôn à? Không, nó còn nguyên vậy hả? Tới tan tiết rồi nó cũng. Bên con có một cái nhỏ nhưng mà không biết giống không. Cái này không hư không? Tại làm một cái chậu đủ thứ. Làm cái chậu đủ thứ chơi. Chậu bằng kia mới bỏ tới đây. Bỏ dữ lắm. Thì năm nay cũng gom lại, gom gọn lại ha. Bớt ha. Cái này chưa có trái. Chưa lên. Đã trái. Bế mình. Cây gì? Chắc cuối tháng. Cây gì? Cây mút gì, mút khứa. Nó có khứa. Mút gốc. Năm nay dọn bớt ở trỏng rồi đẻ ra ngoài đây. Đâu có bò mà nó chưa có trái. Bây giờ nó bắt đầu thả bông rồi nè. À, năm nay cái gì cũng chậm hết, nó cứ lạnh nóng lên không nổi. Đây ớt năm nay gãy trái đó. Mỗi lần xè sai. Đi ra về nhà cái chồng để nghỉ xuống rồi cái nào kia chỉ kiếm ra cái chồng rồi. Con để riêng một chậu rồi, không dám đi, không dám bỏ xuống đâu, bỏ để vô rồi. Để chị ra thấy nó đẹp nữa không? Nó mới kia nó sẵn đâu, gần nó. Không chừa lại mấy bông để nó rụng chứ. Đi không sao đâu, tôi để nó nè. Còn ở đây có nè thấy không? Ừ. Cái này nhổ thì nó chết, nhổ đi. Nè ra chợ nó có bông, nó không có bông, năm nay nó chậm lắm, chậm có bông. Rồi cái nào chậm bông thì chợ